Chào mừng các bạn đã trở lại với FF47 Training Camp. Thì hôm nay thì mình lục được một cái video của nhiều năm về trước. Mình dạy một chú chó Corgi chỉ hơn 3 tháng. Thì mình cảm thấy nhớ nó và mình muốn làm một cái video ngắn trong khuôn khổ tầm 5 phút để mà giới thiệu về dòng chó này cũng như là cách huấn luyện nó. Thì như tiêu đề của video thì Corgi, chó Corgi á thì nó có cả loại có gia phả nhập từ nước ngoài về và chó sinh sản trong nước, hay là mức giá của nó thì nó rơi vào tầm 6 đến 20 triệu tùy bé và tùy vào gia phả giấy tờ của bé nữa. Corgi là một dòng chó rất là đáng yêu, ngộ nghĩnh và nó lùn, chân ngắn, mông thì to, nhưng mà cũng rất là nhanh nhẹn và có phần hơi đanh đá. Mình cũng rất là thích nhận luyện và luyện Corgi vì các bé rất là thông minh. Như các bạn thấy, cậu bé mới hơn 3 tháng tuổi nhưng mà kết nối với thầy rất là tốt và làm các lệnh vâng lời, các lệnh trick, hay là cả về bảo vệ chủ hay này kia. Các bé học cũng rất là nhanh, học chơi trò bảo vệ chủ, dễ chết hay là đợi các kiểu. Thì để chọn một chú Corgi tốt thì các bạn trước mắt thì các bạn nhìn vào bố mẹ của nó là chuẩn đẹp, thì sau đó các bạn nhìn vào nhà nhân giống xem thử là nhà nhân giống có tin tưởng được hay không, con giống có chuẩn không, mua từ nhà nhân giống thì nó sẽ tốt đấy. Rồi sau đấy thì các bạn lại bắt đầu tới bước đó là nhìn vào bé và chọn bé nào có phần hơi nhanh nhẹn một tí, nghịch một tí cũng được, về kìm lại không sao cả. Corgi thì là một dòng chó là khá là dễ luyện và vâng lời tốt. Như trong cái video này thì mình đang chỉ các bạn các lệnh của Corgi, lệnh sủa. Các bạn có thể dạy nó những cái trick hay là lệnh sủa, như là lệnh sủa này, bắt tay, đập tay, bò, chơi giả chết, bắn cái là lăn đùng ra chết đấy. Rồi nhặt đồ, rồi đợi chủ, khi nào chủ quay lại thì mới được đi tiếp, hay là chui chéo giữa hai chân như mình làm trên clip này. Đấy, như bây giờ đang là lệnh đợi nè các bạn. Corgi có thêm một đặc điểm mà mình muốn nói, đó là Corgi cũng khá là đanh đá và khó gần với những bé khác. Nên để tốt thì các bạn nên xã hội hóa cho bé, tức là cho nó chơi với nhiều bạn cún khác, nhiều dòng chó khác. Khi nào mà nó đanh đá quá thì mình lại kèm lệnh sai cho nó. Đây là lệnh giả chết, một cái lệnh rất là đáng yêu. Bé này tên Hy nghe các bạn. Nó dễ thương lắm. Đó là vài lời mà mình muốn chia sẻ về cái dòng Corgi này. Corgi thì là một dòng chó rất là đáng để chơi, và trong nếu các bạn khuôn viên chật hẹp ở thành phố thì nuôi dòng này thì rất là hợp, nó hợp hơn là những dòng chó lớn. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
WF-47, huấn luyện và lưu trú thú cưng.